lên rồi ơi. Rồi lên này, lên này. Nguyên chiếc xe luôn. Đâu kéo xéo góc mới lên được, đường nào mà lên không? Dễ gì lôi lên trên lậu luôn nha mọi người. Hàng chỉ lết bánh không, hồi nãy dưới phải về cũng nghe lên đó, nãy mình đâu có biết đâu. Còn số bây giờ cái bánh không có lăn, nó nặng. Lái cho vô đó đi. Xe mình kéo đã lên rồi nha mọi người. Bây giờ anh em xuống phà, mình chuyển phà về chỗ ao cũ mình làm. Đè xuống cái, lấy cái cần ta đè. Ta đè xuống cái là cái xe nó hiệp xuống rồi. Làm hồi hộp quá.